tắt hết cái đít nó ra đi. Chào buổi sáng tất cả mọi người nha. Sáng hôm nay thì Sang cùng với mấy đứa nhóc, mấy anh em Sang thì trên ruộng rất là sớm. Thì hôm nay ra ngoài ruộng sớm này, Sang với mấy đứa định là sẽ sinh tồn một ngày ở trên ruộng này cho mọi người xem. Nhưng mà trước giờ mọi người xem video của Sang á, Sang sinh tồn ngoài ruộng á, thì đa phần là mọi người thấy Sang đi ra ngoài ruộng nè, bắt con này con kia dưới ruộng dưới suối để mà ăn cùng với mấy đứa để sinh tồn ngoài đây. Nhưng mà hôm nay là một cái video sinh tồn đặc biệt nha mọi người, là Sang với mấy đứa sẽ không bắt bất cứ con gì ở trên ruộng cả. Mà Sang có chuẩn bị sẵn ở đây một cái tô. Mọi người xem cái tô này nè, là một cái tô muối ớt. Mọi người xem nè, rất là đỏ, rất là cay và rất là nhiều luôn ha. Thì hôm nay thì Sang sẽ sinh tồn bởi một tô muối ớt này. Có nghĩa là từ giờ tới chiều á, Sang sẽ đi khắp cái khu ruộng này và mình kiếm những cái trái cây á mà có sẵn ở trên ruộng, và mình chấm với cái tô muối ớt siêu cay của Sang, và mình ăn ở đây một ngày, mình chơi ở ngoài đây một ngày nha. Giờ thì mấy đứa sẵn sàng chưa? Giờ mình sẽ đi khắp khu ruộng này để mà mình đi kiếm trái cây nha. Trái gì ăn được thì mình sẽ chấm với muối ớt mình ăn. Mình ở đây một ngày luôn. Thôi đi. Mọi người xem đồng ruộng lúa cho Sang này. Hiện tại người ta vừa mới cắt lúa xong và bây giờ đang là vào cái lúc xới ruộng nha mọi người. Và cái khoảng thời gian mà vào cái vụ xới ruộng này á, thì trái cây ở trên ruộng nó có rất là nhiều luôn, nó chín rất là nhiều. Chủ yếu là những cái trái chùm chuột nè, trái me, nói chung là rất là nhiều trái ở khu ruộng này. Và những cái trái đó thì cũng không ai trồng hết cả, nó mọc xung quanh bờ ruộng á. Nên giờ thì Sang với mấy đứa sẽ đi cặp những cái bờ ruộng này nè, những con suối có trái nào ăn được á, thì mình sẽ đi hái trái đó nha. Giờ đi ăn trái gì trước vậy anh? Hái chùm chuột trước nha. Giờ thì Sang với mấy đứa sẽ đi qua bên kia. Bên kia thì có một cái cây chùm chuột rất là to. Giờ mấy anh em Sang hy vọng là sẽ còn trái. Qua đó mình hái chùm chuột để mình chấm với mưa ớt mình ăn nha. Đi nãy giờ thì Sang với mấy đứa đã kiếm được một cây chùm chuột đầu tiên có trái để hái quay cho mọi người xem rồi nha. Thì cây chùm chuột này nó cạnh bên một cái căn nhà hoang ở đây, không có ai ở hết cả. Nên giờ thì sẽ lên xin một ít trái nha. Chùm chuột ở quê Sang cặp bờ ruộng thì có rất là nhiều, nhưng mà mình hái thì người ta vẫn cho, nhưng mà đừng có phá cây của người ta là được. Mọi người xem cây chùm chuột đây này, chỉ còn lại một ít trái thôi, cứ không còn quá nhiều trái nha. Tại vì mùa chùm chuột sẽ bắt đầu vào khoảng thời gian mà lúa chín. Qua cái mùa lúa chín thì chùm chuột nó cũng sẽ rụng bớt dần trái đi. Nên ở đây thì còn vài trái, mình sẽ hái vài trái để mà ăn cùng với tất cả mọi người ở đây. Cây này thì nó thấp, nó nhỏ, nó cũng dễ leo, sát bên nhà đây thôi. Rồi, giờ thì Sang với mấy đứa sẽ leo lên cây chùm chuột này để mà hái một ít trái ăn ha. Rồi leo lên đây hai đứa, Hậu cầm cái tô đi, Hậu ở dưới cầm cái tô nha. Rồi lát chuyền lên cho. Rồi, giờ tới dàn leo. Cây này thì cũng dễ leo. Nè, dàn hái xong bỏ vô cái nón dàn ơi. Nhánh ở phía trên chỗ mái nhà này mọi người có vài trái, giờ nhóc Văn hái bên đây nha. Còn hả? Đâu? Ui, ở phía trên nhóc Văn ở trên cao thì có trái nhiều hơn nữa kìa mọi người thấy không? Đó, mới chùm luôn. Đâu? Ô, đây nè. Quá trời trái luôn nè. Đây là cái bông chùm chuột nè mọi người, còn đây là trái chùm chuột non, còn trái chùm chuột già kia kìa. Sẽ leo lên nha. Một tay cầm điện thoại, một tay hái thì cũng khó. Đây này, đây là trái chùm chuột già nha. Tại vì qua mùa nó rồi nên ít trái, chứ mà vào mùa nó thì cái nhánh này nè, bao nhiêu bông á là bao nhiêu trái luôn nè. Mọi người thấy không, trái chùm chuột thì sai lắm. Mời cả mọi người ăn chơi với Sang trái này nha. Ngon lắm Dạnh ơi. Bỏ miệng, bỏ miệng thử coi. Ngon không? Chùm chuột này mà ăn nguyên trái như vậy là nhức nách luôn mọi người. Chua nhức nách đó. Giờ hai bỏ túi xuống dưới ăn nha. Tại vì nhóc Hậu nó không leo được lên cây nên sao phải mang xuống dưới ăn. Đây này. Đây, ăn một trái nữa nha, ngon quá. Còn nhiều trái lắm Văn ơi, lâu hết rồi. Chùm kêu quá trời. Ủa, cây này bông nhiều ghê hả Chảnh? Khoảng tháng nữa là ra mình dầm muối ớt ăn hơi bị ngon luôn. Mọi người xem bông nè, bông nhạt luôn nè. Nè, cho Hậu ăn trái dưới ăn cho đã buồn nè. Đây, cho mày ăn trước nè. Nhóc Hậu thì không leo được cây nha, nên cho ngồi dưới ăn thôi. Còn phía bên đây thì có một cái chùm đây. Mọi người thấy không? Trái nhiều lắm. Nhưng mà mọi người leo cái chùm chuột này cẩn thận nha, tại vì nhánh chùm chuột nó rất là giòn. Leo cái chùm chuột nó hay bị gãy nhánh lắm. Trái này. Nón. Chừng nào đủ ăn thì xuống nha. Tại vì mình mỗi cái trái mình ăn một ít để dành bụng mà hồi ăn trái khác nữa. Tại vì ngoài ruộng này có nhiều trái lắm.
Thấy hai trái chùm ruột đá không? Đây 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 đây, văng. Nhiều chưa? Đủ ăn chưa? Vài trái nữa đi ha. Và xuống đi. Được, đủ ăn rồi. Giờ thì mấy anh em ra xuống nha. Hái nãy giờ không đủ ăn rồi. Giờ đeo xuống dưới, ngồi dưới ăn cho an toàn. Cái, tại vì cây chùm ruột thì không ăn trên cây được nha mọi người. Nhánh nó giòn lắm, dễ gãy lắm. Rồi, giờ anh đeo xuống trước đi. Chùm ruột thì ăn không được nhiều đâu mọi người, nên sang với mấy đứa chị hái bao nhiêu đây thôi nha. Chùm ruột này thì nó cũng đã qua mùa rồi, nên có một số trái nó bị hư. Giờ nha, mình lấy cái chùm ruột này, mình chấm vô cái muối ớt mà mình đâm sẵn đây nè mấy đứa. Mình bỏ vô miệng mình ăn cho thật đã nha. Rồi, ăn đi. Sang mời tất cả mọi người ăn với Sang chùm ruột nha. Chùm ruột thì mình sẽ ăn trước, tại vì nó là trái chua. Còn một hồi những cái trái ngon hơn thì mình sẽ ăn sau. Tại vì ăn chua mà ăn sau thì một hồi sẽ sốt ruột lắm. Đây, chấm với muối ớt này. Trái này rớt quá, lấy trái bự đi. Tính chấm nguyên chùm. Đây, sang mời tất cả mọi người nha. Ông ăn mấy trái hả? 4 trái. 4 trái hả? Không chua ha. Chấm vô muối ớt hình như nó kỵ hay sao á, nó hết chua luôn. Nhưng mà nó cay thôi. Ngon thật. Sang bây lựa những trái bự như vậy nè, nó mọng nước. Ăn cho nó đã. Đây, chấm nhiều muối ớt xíu nha. Wow. Ăn 2 trái mà anh đổ hết mồ hôi ra luôn á. Nó cũng không cay mấy mọi người, nó cũng không cay mấy, không chua mấy. Tại vì cái vị chua nó áp với cái vị cay. Dù cái chén muối ớt này của Sang á, đâm tận tới 50 trái ớt luôn mọi người. Đây nè, một tô to luôn mà. Nhóc Giang nó đâm 50 trái ớt luôn. Mà không cay mấy đâu. Bộ, có nào có chùm không? Anh này cắn một gì đó đã. Đây, Sang chấm sơ với muối ớt nha. Chấm sơ với muối ớt. Giờ thì đây anh quất nguyên một chùm này cho đã luôn nha. Mời cả mọi người. Wow, ăn nhiều trái chua lắm, chua nhăn mặt luôn. Ở trên tay Sang đây mọi người là có 5 trái chùm ruột nha. Nhóc Hậu, nhóc Dảnh và lại nhóc Văn, mỗi trên tay mỗi đứa 5 trái luôn. Giờ thì Sang với mấy đứa sẽ chơi một cái trò chơi là ăn chùm ruột không cảm xúc nha. Là mình sẽ nhai một phát 5 trái này, nhưng mà trên mặt mình không có biểu cảm. Ai là người không có biểu cảm mà ăn hết 5 trái này sẽ là người chiến thắng nha. Rồi, đếm 1, 2, 3 là quốc một phát luôn nha. Rồi, 1, 2, 3. Chua quá. Nhức hết con mắt luôn. Chua quá, không nổi. Sao cái này ghê vậy? Trái chùm ruột của mọi người, nhai 1 trái, 2 trái mình chấm với muối ớt không chua. Nhưng mà nhai nhiều trái á, 5, 6 trái là con mắt mình nó sẽ híp lại giống như này nè. Nó chua, nó híp lại á. Hậu không nổi hả? Rồi vậy Hậu Dẫn chiến thắng. Ôi, nhóc Dẫn ăn chua ghê lắm mọi người ơi. Cả một nón chùm ruột đầy Sang với mấy đứa nhóc ăn nãy giờ thì còn bao nhiêu đây nha. Ngán chùm ruột chưa? Ngán rồi không? Giờ mình đi kiếm tiếp một loại trái khác nữa nha. Vẫn có ăn nổi nữa hả? Ăn thì cũng đã ngán rồi mọi người, nên giờ tạm biệt cái cây chùm ruột nha. Mình sẽ đi kiếm cây me ăn cho đã nữa. Rồi giờ đi thôi. Trời anh ơi, ở đây có con dây nhãn lồng mọi người. Cái dây này ở ngoài ruộng thì nó ngon lắm luôn á. Hái trái non mới chấm được muối ớt thôi, trái chín ăn không ngon đâu. Đây này, nếu mà muốn chấm muối ớt thì phải hái trái non non kiểu này nha. Quá chi muối ớt. Đây, mời cả mọi người nha. Ngon á. Chua chua ngọt ngọt. Nếu mà toàn bộ những cái loại trái trên ruộng á, trái nhãn lồng này chắc là ngon nhất ha. Nên mấy đứa nó vừa mới thấy cái dây nhãn lồng nên nó chạy tới nó giành liền. Đây, trái này là ngon này. Trái này không biết ở chỗ mọi người gọi là gì, chỗ Sang là gọi là nhãn lồng hoặc là chùm bao á. Vừa ngon vừa thơm á. Dây này thì quá trời trái luôn.
Sau gần có 5 phút Sang ghé cái nhãn lồng thôi mọi người. Nhưng mà mọi người xem nè, đội quân của Sang hung tàn quá, hái sạch không còn một cái trái nào trên cây nhãn lồng luôn nha. Nên giờ cũng không còn trái để ăn rồi, nên giờ đi chưa? No chưa? Còn trái nữa hả? Thôi đi 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 đi, kiếm cái cây khác để mình ăn tiếp. Cây nhãn lồng mọi người xem nè, chỉ còn lại mấy cái bông thôi, còn cái trái thì không còn một trái nào hết cả. Nên giờ mấy anh em Sang lại đi tiếp cái trái khác để ăn nha. Vậy là được hai loại trái rồi nha, cũng no no được một xíu rồi đó. Ở đây sẽ đi thêm một xíu nữa mọi người, thì phát hiện ở đây một đám đu đủ nhỏ mọi người. Đây này, cái đám này thì cây này cũng chưa to lắm, nhưng mà có trái chín rồi nha. Bây giờ thì mấy anh em sẽ ghé vô đây hái một ít đu đủ, mình chấm với mướt. Mấy đứa nhóc nó nhanh tay quá, nó hái hết rồi. Đây một cái đu đủ đây này, ui nhỏ xíu à, trái to. Đây trái này cũng to, đâu trên trái rồi. Ui nhóm rảnh nó nhanh tay, nó hái một đống luôn rồi. Trái này thì nó chua chua á mọi người, nó cũng kiểu giống như là trái chụp ruột hồi nãy á, nhưng mà đỡ chua hơn. Mình chấm ớt thì nó lại ngon á. Đây, mời cả mọi người ra. Chua chua ngọt ngọt. Ngon. Nhưng mà trái này thì mọi người ra ruộng gặp á. Nói chung là đừng ăn quá nhiều trái này nha. Trái này nó bị say á, ăn nhiều nó sẽ bị chóng mặt với lại nó buồn nôn á. Nói chung là nó có độc á mọi người, nhưng ăn ít thì không sao. Nhưng mà ngon hơn, nếu mà không chấm ớt thì ngon hơn phải không? Dạ. Chấm ớt thì ngon mấy. Cây này thì còn nhỏ quá, chưa có nhiều trái. Đèn trái đây nè. Cứ bóp cái màng phía ngoài nó ra là ăn thôi. Này, đây là trái non của nó nha. Chấm ớt nè. Rồi đi tiếp. Đây là xong thêm một loại trái nữa nha, loại trái thứ ba. Giờ hãy đi kiếm cây me đó, mai giờ kiếm ra cây me. Với lại nhóc văn vừa mới leo lên ở đây, phía sau lưng Sang có một cây me ở giữa ruộng nha mọi người. Hái được ở đây một chùm me non. Mọi người xem trái me non này nhìn đã ghê không. Trái me non này vào cái khoảng thời gian mà cuối vụ 1 là cái khoảng thời gian xới ruộng của mọi người là nó có rất là nhiều. Tại vì cái lúc này là vào mùa của me nha. Nên mình hái đây một ít me chấm với mướt mình ăn cho thật đã nha. Rồi ăn đi mấy đứa ơi, mỗi đứa một trái. Me thì trái me non như thế này là phía trong nó không có hạt nha mọi người, nên ăn thì nó cũng không chua lắm, ăn rất là ngon. Mình sẽ quết đi mướt đây này. Đây mời cả mọi người chấm đi mấy đứa. Chấm với mướt ăn rất là hợp luôn, nó vừa chua chua vừa cay cay. Nhưng mà sang như mấy đứa ra ngoài đây hôm nay ăn mướt á thì sẽ ăn những cái trái chua trước, còn một hồi những cái trái ngon á một xíu nữa mình sẽ đi ăn sau. Chứ mà ăn cây trái ngon trái chua sâu thì một hồi sẽ bị đau tử nha. Cái trái me non này mọi người ăn thì rất là ngon, nhưng mà mọi người nếu mà không chắc bụng là nhớ cạo cái phần màu vàng này của cái lớp me non ra nha. Còn ai ăn quen rồi thì không sao, tại vì cái phần màu vàng này ăn không quen thì sẽ bị đau bụng đó mọi người. Giờ thì chấm một phát hai trái này luôn nha. Đây đây cả một cục ớt to đây này. Rồi cả mọi người nha, ăn á. Ăn cái kiểu này thì nó tốn nhiều nước miếng quá. Vừa chua vừa cay, nên ăn á đổ hết nước mắt đổ hết mồ hôi luôn. Vậy là từ sáng tới giờ Sang với mọi người cùng với mấy đứa nhóc á, mình đi vòng hết cái khu ruộng này nè. Thì Sang với mấy đứa đã hái được rất là nhiều loại trái khác nhau ăn cùng với tất cả mọi người ở đây rồi ha. Còn bây giờ thì trời cũng đã chiều rồi, nên mấy anh em Sang sẽ ăn một loại trái cuối cùng nữa thôi ha. Và mình nhảy xuống dưới kia mình bơi một xíu đi rồi về kết thúc cái chuyến thử thách ăn muối ớt này tại đây.
Thì trái cuối cùng mà Sang với mấy đứa nhóc ăn á, thì mọi người biết là trái gì không? Là trái dừa nha. Thì không biết mọi người ở đây dưới quê á, mọi người đã bao giờ có nghe là dừa trái mà mình ăn luôn cả nguyên vỏ chưa ha? Trước giờ thì dừa uống nước thì nhiều rồi phải không Dạnh? Nhưng mà dừa ở đây á, hôm nay Sang hái là sẽ ăn nguyên vỏ, chấm với cái mớ ớt kia ăn kìa. Và trái dừa để mình có thể ăn nguyên cả vỏ như Sang nói á, thì không phải là trái dừa nào cũng ăn được nha mọi người. Phải mình lên trên ngọn cây này, mình lựa từng trái, xem trái nào mềm, trái nào ngon á, thì mình mới hái xuống và mình ăn. Thì ngay chỗ đường đi chỗ này á mọi người, thì nó có hai cây dừa, dừa hoang. Dừa này thì cũng không phải của ai cả, hàng rào người ta ở đây, còn cái dừa này thì mọc ngoài đường nha. Nên giờ thì Sang với mấy đứa sẽ leo lên trên hai cây dừa này, hái một ít trái xuống. Mình sẽ làm cái món là dừa trái ăn nguyên cả vỏ. Nhưng mà trước khi hái thì nhóc Dảnh với nhóc Giang thì nó lại muốn thi thố với nhau. Tại vì mọi người cũng biết là con nít ở miền quê á, đứa nào cũng bơi giỏi nè, đứa nào cũng leo cây rất là giỏi, nhất là leo cây dừa. Nên giờ thì hai đứa nó muốn là thi với nhau xem là ai là người leo lên trên cái ngọn cây dừa đầu tiên phải không. Bây giờ anh đếm 1, 2, 3 là Dảnh với Giang là đua nhau lên đó nha. Nhưng mà hái trái là một xíu nữa nên hái sau. Rồi giờ cho hai đứa nó thi nhau nha mọi người. 1, 2, 3 leo. Mọi người xem mấy đứa nhóc leo cây chuyên nghiệp không? Nhìn nhỏ vậy thôi chứ mấy đứa nhóc này leo cây rất là giỏi. Nhiều người bảo Sang á là sao cho mấy đứa nhóc leo cây. Thật ra thì mấy đứa nào leo cây được thì mới cho leo, còn đứa nào không leo cây được thì mình cũng không có cho leo đâu. Đây. Ôi, Giang chiến thắng. Giang đụng cái bẹ kia đầu tiên. Tại vì có lẽ là cây của nhóc Dảnh nó cao hơn. Đã leo lên cây hái được ở đây 4 trái cho 4 anh em rồi nha mọi người. Thì dừa trên cây không phải là dừa nào cũng ăn được nha, mà chỉ có những cái loại dừa non như thế này nè, dừa mới ra khoảng tầm 1-2 tháng thì mới ăn được thôi nha. Còn những cái trái mà nó già quá, nó có cơm rồi thì mình sẽ không nào thể nào ăn cái vỏ nó được nữa. Thì không biết là mọi người ở đây có ai đã từng ăn nguyên cả trái dừa như thế này chưa ha. Nhưng mà hôm nay thì Sang với mấy đứa nhóc sẽ ăn cái món này cho mọi người xem. Rồi, mỗi đứa một trái. Trời cũng sắp mưa rồi nên tranh thủ đây. Rồi cầm đi. Giờ thì Sang với mấy đứa nhóc ăn nha. Ăn trái dừa này thì cũng đơn giản, mọi người chỉ cần việc xé cái đít này ra. Không có đem dao nên hơi khó. Đây, xé đít này ra nha. Tại vì dừa này là dừa non thì mình cứ xé ra thôi. Coi chừng kỹ răng nha. Nó non vậy thôi nó còn cứng lắm. Đây, mọi người xem mấy đứa nhóc nó đang ăn dừa này. Rồi, tắt hết cái đít nó ra đi. Đúng rồi. À, xong chưa? Rồi, mấy đứa cắn ra hết chưa? Dảnh có bao giờ ăn cái trái dừa này chưa? Ăn hoài. Ăn hoài luôn phải không? Rồi chỉ cho mọi người cái cách ăn cái trái dừa non này nhìn ra sao đi. Cái vỏ màu xanh là bỏ đi, không ăn được phải không? Dạ. Còn ăn cái phần phía trong màu xanh của nó nha mọi người. Giờ thì thôi, Sang với mọi người mình sẽ ăn luôn. Rồi cầm đi để ăn cắn cái này. Trái dừa này á, dù nó non, nó mềm thôi mọi người, nhưng mà cái vỏ màu xanh đây á, nó có sơ, nó rất là cứng luôn nha. Nên phải lột cái vỏ màu xanh này đi. Thôi giờ tất cả mọi người ăn nha. Nè. Thấy không? Thấy không? Lột bỏ vỏ màu xanh đi. Đây là trái dừa xanh, trái dừa non mà Sang với mấy đứa nhóc vừa lột hết cái phần vỏ ngoài của nó ra nha. Giờ thì cái để mình ăn á, là ăn cái phần phía trong của cái trái dừa này. Ăn á, thì bây giờ chỉ cần việc là đây, chấm với muối ớt rồi cắn thôi. Này, mấy đứa cầm đi. Hậu chưa gì ra rớt xuống dừa xuống nước. Thôi giờ Sang mời tất cả mọi người ở đây ăn cùng Sang với mấy đứa nhóc ăn cái trái dừa non này nha, để xem cái cảm nhận cái hương vị của nó như thế nào. Giờ mình cắn thôi. Mọi người nghe được cái tiếng Sang nhai không? Giòn cực kỳ. Ăn rất ngon.
cái vị của nó sao không biết diễn tả cho mọi người biết như thế nào. Nhưng mà nó sẽ giống như là mình ăn củ hủ dừa nha mọi người. Nhưng mà nó sẽ chát hơn một xíu. Nó chát hơn một xíu và nó hơi có sơ. Có sơ như thế này nè. Cái này nè là do trái này nó hơi già một xíu à. Còn những trái non hơn thì không sao. Mình ăn không có sơ đâu. Giờ mình cắn cái này thôi. Đây, mọi người nghe xem cắn này nha. Ăn mọi người bỏ con sơ ra. Sơ này không được. Giờ cắn cái nước cho. Cắn cái nước ăn mới ngon. Đây là trái của nhấp lãnh này. Đây nè, ở phía trong có nước luôn nha. Rồi uống luôn. Thì ướt mặt luôn. Nước với trong mọi người, phần nội với trong mọi người thấy không? Nó không có cứng đâu nha, nó mềm lắm mà nó ngọt nữa. Sao uống nước luôn. Hôm bữa uống nước vô nó thật ha. Hình như là ăn gần cơm phía trong nó càng ngon hơn phải không? Cái phần vỏ phía ngoài đây mọi người, lúc mà nó còn sơ thì ăn rất là chát nha. Nhưng mà mọi người ăn được vào phía tới phía trong này á thì nó sẽ không còn có vị chát nữa. Ăn rất là dễ luôn. Lúc mình mới cắn vô mình nhai á thì nó sẽ có chát giống như là vị chuối á mọi người, chuối xanh á. Nhưng mà nhai một xíu á thì nó sẽ có vị ngọt và nó rất là giòn luôn. Ăn giống như trái ổi non đúng không? Dạ. Thì cũng giống như trái ổi non á. Nhưng mà cái này thì được nhiều hơn, mình ăn được nhiều hơn. Ngon không chanh? Giòn phải không? À, mọi người xem cảnh mấy đứa nhóc ăn cái vỏ dừa này, nhìn thấy ngon ghê không? Thật ra thì cái trái này thật ra rất là ngon luôn mọi người. Tại vì mọi người thấy không, cái phần phần non phía trên đây của nó này không có sơ nha, toàn là cái phần thịt của nó thôi. Ăn nó thì giống như là trái ổi của mình á, không khác gì đâu. Có cái là cái mùi vị nó là mùi vị dừa nha, chứ không phải là mùi vị ổi. Nên nhai thì nó giòn, chấm với muối ớt thì nó cay cay, ăn rất là đã luôn. Giờ thì sang cắn cái này nha, ăn cả luôn cái phần cơm phía trong đây. Ngon quá. Bởi vậy á, con lít dưới quê lại khoái ăn trái dừa non. Khi mà phát hiện cái cây nào mà ra trái dừa non cỡ này nè, là leo lên trộm vài trái mang xuống chấm với muối ớt ăn. Lên đâu có dừa già đâu, tới già đâu mà uống nước. Đây, mình lột cái này nha. Đây. Mọi người đang ăn trái dừa thì trời đổ mưa, nên có lẽ là Sang với mấy đứa sẽ không có hái tiếp trái khác nữa ha, mà mình tạm dừng cái phần này tại đây. Nếu như mà mọi người muốn Sang làm thêm những cái clip mà chấm tất cả những cái loại trái cây nữa trên ruộng á với muối ớt này thì mọi người hãy cho Sang xin một like và đăng ký kênh ủng hộ cho Sang nha. Còn clip hôm nay tới đây thôi, nên Sang sẽ chạm dừng clip tại đây. Sang với mấy đứa chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Bye.